Nhật Bản thiếu tôn trọng Copa America. Quan điểm của Dudamel cũng là những gì huấn luyện viên Eduardo Birizzo của Paraguay từng nói cách đây một tuần. Nhà cầm quân 49 tuổi cho biết, chúng ta nên hướng về một Copa America có cả đội tuyển đến từ Trung Mỹ và Bắc Mỹ. Tôi nghĩ như vậy sẽ hợp lý hơn so với việc mời đội đến từ lục địa khác. Do Copa America 2019 diễn ra gần trùng thời gian gâu Go cút của khu vực Bắc Trung Mỹ, nên hai khách mời quen thuộc của giải đấu số 1 Nam Mỹ là Mexico và Mỹ không thể tham dự ban tổ chức Copa America 2019 đã mời hai đội châu Á là Nhật Bản và Qatar để đủ đội chia ba bảng đấu, đá vòng tròn một lượt để tìm 8 đội vào tứ kết. Đây là lần đầu sau 20 năm, Nhật Bản dự Copa America. So với lần đầu hồi năm 1999, đội bóng xứ mặt trời mọc dự giải với mục tiêu thử nghiệm đội hình, chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020, 18 trong tổng số 23 cầu thủ Nhật Bản dưới 23 tuổi, dù đội hình trẻ. Á quân ASEAN CUP 2019 vẫn để lại ấn tượng khi cầm hòa ứng viên vô địch Uruguay 2-2 và suýt giành vé đi tiếp.